Hà Tiên là gì? Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, sư Hà Tiên linh hiển cơ quan. Lúc Đức Thầy mới khai đạo tại chợ Mỹ Lương, xã Hòa Hảo, có ông thầy Mười, chủ tiệm thuốc đông y. Ông thấy Đức Thầy còn trẻ tuổi, học vấn chưa cao mà lại sáng tác nhiều loại thi thơ. Theo ông, người trình độ như vậy làm sao sự thấy biết đầy đủ đặn, nên ông xem thường. Dầu vậy, ông Mười cũng thường lui tới tổ đình uống trà và đàm đạo với Đức ông, tiện dịp thử xem Đức Thầy trị bệnh và thuyết pháp ra sao. Khoảng trung tuần tháng 8 năm ấy, nước lớn, lúa ngoài đồng bị ngập lụt, con đường trước cửa tổ đình nước gần tràn ngang. Ông Mười từ nhà chợ Mỹ Lương đi xuống. Khi gần tới cửa tổ đình, Đức Thầy đứng chờ sẵn đợi ông Mười đi tới. Ngài chắp tay chào và hỏi: Nghe nói ông Mười thông suốt chữ Hán, hôm nay xin phép ông cho tôi hỏi một vài chữ được chăng? Ông Mười cười đáp: Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chớ xin phép xin tắc chi hả cậu? Đức Thầy liền hỏi tiếp: Hà Tiên là gì hả ông Mười? Ông Mười đáp: Việc đó dễ ợt, có gì khó đâu mà cũng hỏi. Hà Tiên là một trong 20 tỉnh Nam Kỳ của mình, nằm phía trên rạch giá, giáp biên giới Miên Việt. Nơi ấy có lăng mạ cửu và nhiều cảnh đẹp như thạch động, đá dựng, mũi nai. Đức Thầy vừa cười vừa nói: Ông giải nghĩa không đúng rồi ông Mười ơi. Ông Mười nói: Cậu nói sao? Theo cậu Hà Tiên có nghĩa là như thế nào? Ông chịu thua đi, tôi sẽ giải nghĩa cho nghe. Thì chịu thua đó, cậu giải đi. Nếu giải mà không đúng lý thì không được với tôi đó nghe. Bây giờ nước ngập sát mé đường, Đức Thầy liền ngồi xuống, vừa lấy tay khoát nước vừa nói: Hà là sông, Tiên là trước. Nói chung hai chữ Hà Tiên là sông trước, tức là sông Tiền Giang trước mặt của mình đây. Còn sông bên kia là Hậu Giang. Có thế mà ông không hiểu, lại trả lời là tỉnh Hà Tiên. Làm sao đúng ý câu hỏi của tôi hả ông Mười? Đức Thầy giải xong, ông Mười và mọi người đứng nghe từ đầu tới giờ đều thì thầm tán thán: Quả là ý phàm làm sao bằng ý Phật. Thuật theo lời ông Lê Minh Đường. Phần nhận xét: xưa nay các nhà Hán học thường bảo chữ Hán có rất nhiều nghĩa, nhất tự lục nghì. Vì thế người viết cũng như người đọc đều cần phải thận trọng, tùy cách dụng văn hoặc chỗ đứng của nó mà hiểu nghĩa mới không sai lệch. Nói về văn Việt, tuy đơn giản hơn văn Hán, nhưng người sử dụng muốn tìm ra ý nghĩa cũng phải suy xét cho tường tận mới khỏi bị lầm lẫn. Trở lại câu chuyện Đức Thầy và ông Mười, với ý nghĩa hai chữ Hà Tiên, trong văn chương có rất nhiều loại đồng tự dị nghĩa và đồng âm dị nghĩa, vân vân. Trường hợp này là đồng tự dị nghĩa, tức là hai chữ Hà Tiên viết và nói thì giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Ông Mười tuy có trình độ Hán học, song vì bị hỏi bất ngờ nên hiểu lầm, trả lời chẳng đúng cách dụng chữ của Đức Thầy. Đây chỉ là một từ ngữ Hà Tiên thôi mà còn làm sai như vậy, huống chi cả một kho tàng kinh giảng của Đức Thầy. Nó hàm chứa biết bao danh từ, triết lý, văn chương, cao từ ẩn dụ. Vậy ai muốn tìm hiểu ý nghĩa chẳng phải chỉ nhìn qua lo rồi kết luận vấn đề, mà phải cẩn trọng xét suy từ cái nét cái dấu của mỗi chữ, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu. Nếu không chú tâm cẩn thận như vậy, ắt phải bị lầm lạc đáng tiếc.
Nhất là người muốn trở thành một giảng viên luận đạo khuyên tu lại càng thận trọng hơn. Trước khi luận xét việc chi, ta hãy dẹp tan bản ngã và tánh vội vàng háo thắng, mới khỏi lầm lẫn hối tiếc. Giả lại, mình hiểu lầm đã là một tai hại, còn làm cho số người khác lầm theo, thật là việc đáng buồn hơn. Mình lầm, mình chịu đành cho, mình lầm kẻ khác chịu vô đáng buồn. Thanh sĩ. Tướng hảo cổ ba ngấn. Vào khoảng cuối năm Kỷ Mão, lúc đức thầy còn khai hóa đạo màu tại tổ đình, mỗi buổi tối ngài thường thuyết giảng đạo lý cho bá tánh nghe. Bấy giờ có bà Sáu Thoại ở xã Hưng Nhơn, cách chợ Mỹ Lương trên cây số. Bà rất quen thân với đức bà, là thân mẫu của đức thầy, nên hàng đêm bà thường đến trò chuyện với đức bà, tiện dịp nghe đức thầy thuyết pháp luôn thể. Mỗi lần trước khi ra về, bà Sáu đều đến trước mặt đức thầy chắp tay thưa: "Thưa cậu Tư, tôi về." Lúc đó bà Sáu chưa quy y nên xưng hô với đức thầy như vậy. Hôm nọ bà Sáu với động tác và cử chỉ đó, bà nói: "Thưa cậu Tư, tôi về." Đức thầy liền kêu bà hỏi: "Bà biết tôi là ai không?" Bà Sáu không hiểu phải trả lời ra sao, đứng ngơ ngác rồi đi luôn. Đến đêm kế tiếp, đức thầy vừa lấy ngón tay chỉ vào cổ, vừa hỏi câu đó nữa. Bà Sáu cũng chẳng hiểu phải trả lời sao, đứng lững khững một hồi rồi bước đi. Đến đêm thứ ba, trước khi từ giả đức thầy, ngài cũng kêu bà Sáu hỏi câu ấy. Bà cũng đứng ngẩn người, không trả lời được. Ngài liền bảo: "Tôi nhắc như vậy mà bà cũng chưa nhớ sao? Thôi, bà lại đây, tôi tặng một quyển giảng đem về xem thử." Lúc đó, đức thầy đã sáng tác và in xong 4 quyển giảng, nhất, nhì, ba, tư. Ngài rút ngay quyển thứ nhì, tức quyển Kệ Dân của Người Khùng, trao cho bà. Bà Sáu đem về, kêu người cháu nội là anh Sáu Thuẫn bắt ghế bố nằm một bên giường đọc cho bà nghe. Khi anh Thuẫn đọc đến 2 câu: "Lời của người di tịch núi san, chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc." Bà Sáu đang nằm, vội quơ 2 tay lên rồi nói lớn: "Rồi, rồi." Anh Thuẫn hoảng hồn, buông rơi quyển giảng xuống, đứng phắt dậy hỏi: "Cái gì vậy bà nội? Bà có sao không?" Bà đáp: "Không sao, đúng rồi. Cậu Tư, con ông cả ở ngoài, chính là Đức Phật Thầy Tây An tái kiếp." Anh Thuẫn hỏi: "Tại sao bà biết?" Bà Sáu chậm rãi giải thích: "Vì mỗi lần cậu Tư hỏi, bà biết tôi là ai không, thì cậu luôn chỉ ngón tay vào cổ. Đúng là nơi cổ của cậu hiện giờ có đủ 3 ngấn như cổ của Đức Phật Thầy Tây An hồi xưa." Đoạn rồi bà Sáu kêu hết người nhà ngồi chung quanh để nghe bà kể lại chuyện trước. Vào đầu năm Bính Thìn, tức năm 1856, bà mới lên 4 tuổi, bị bệnh dịch tả rất nặng. Thầy thuốc chung quanh trị không hết, ba má bà quyết định chở bà đến núi San để nhờ Đức Phật Thầy cứu hộ, vì ông bà đã quy y với Đức Phật Thầy từ trước. Ông bà để bà Sáu xuống ghe nhỏ, chèo lên khỏi Châu Đốc, theo đường Kinh Vĩnh Tế vô núi San. Nhưng còn khoảng 1 cây số thì thân bà lạnh ngắt, gần như hết thở. Ông bà phân vân, cuối cùng nhất quyết chở đại đến gặp Đức Phật Thầy coi sao. Khi kiến diện, ngài bảo bồng đứa bé lên và bảo để nó nằm xuống. Đoạn ngài lấy bàn chân đặt lên lưng đứa bé. Độ ít phút thì cả châu thân đứa bé từ từ ấm lại. Đức Phật Thầy kêu người nhà đỡ đứa bé dậy,
rồi ngài cho uống thêm chung nước lã, là đứa bé hết bệnh. Bấy giờ Đức Phật thầy kêu cha mẹ của bà Sáu nói: "Hai ông bà cho tôi đứa bé này đi." Ông bà còn đang suy nghĩ thì Đức Phật thầy nói tiếp: "Tôi xin là để nó quy y tu hành, chứ chẳng phải bắt nó ở đây luôn đâu." Khi làm lễ quy y xong, bà Sáu cùng cha mẹ ra về. Khoảng 3 tháng sau, ông bà dắt bà Sáu trở lên núi Sam viếng Đức Phật thầy lần nữa. Kỳ này bà Sáu mới dám nhìn kỹ, thấy nơi cổ của Đức Phật thầy lộ ra rõ đủ 3 ngấn. Bà Sáu kêu mọi người cùng nhận định: "Trên 80 năm nay bà không hề nghe thấy ai có tướng hảo như vậy. Bây giờ cậu Tư, con ông cả, lại có tướng cổ 3 ngấn, cộng với lời giảng của cậu mà bà vừa nghe. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc." Nói đến đây, bà quả quyết: "Cậu Tư, con ông cả, chắc chắn là Đức Phật thầy Tây An tái sanh rồi." Thế là sáng hôm sau, bà Sáu kêu hết thân tộc nội ngoại, gần 50 người, cùng đến tổ đình xin quy y với Đức Thầy. Và từ độ ấy, bà thường tới tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo lý nhiều hơn lúc trước. Có một hôm, bà đến trước mặt Đức Thầy chắp tay thưa: "Bạch Thầy, năm nay tuổi tôi đã lớn, thân cũng già yếu, biết sự tu hành của tôi có còn sống kịp dự hội Long Hoa chăng?" Đức Thầy vui vẻ rút tờ giấy, viết nhanh 4 câu thơ trao cho bà và bảo bà về xem kỹ trong đây là biết. "Long Hoa hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau. Phải chi hội ấy hầu gần, thì ông hà tất xuống trần làm chi?" Thuật theo lời ông Sáu Thuẫn, cháu nội bà Sáu. Phần nhận xét: câu chuyện bà Sáu Thoại giúp cho người sau những bài học kinh nghiệm. Một là hữu duyên gặp Phật. Xét thấy bà Sáu có duyên lành với Đức Thầy từ tiền kiếp, nên khi mới lên 4 tuổi, bà được Đức Phật Thầy Tây An cứu sống và quy y tu hành. Rồi đến khi Đức Thầy ra đời khai đạo cứu dân, tuy ngài xưng hiệu là điên khùng, nhưng bà Sáu cũng nhận ra ngài là Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp, cùng hướng dẫn cả thân tộc tu hành. Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Điểm thứ hai là tướng hảo cổ 3 ngấn. Còn nhớ trước đây thời gian, chúng tôi có dịp đọc đến bộ kinh Hoa Nghiêm, thấy nơi phẩm thiện tài đồng tử tham vấn chư Bồ Tát. Khi cuộc tham vấn sắp chấm dứt, thì vị Bồ Tát đó giới thiệu đến vị Bồ Tát kế tiếp. Trải qua rất nhiều Bồ Tát như vậy, bấy giờ có một Bồ Tát bảo thiện tài đồng tử: "Hãy đi về phương Nam, đến trước Tam Nhãn sẽ gặp vị Bồ Tát pháp danh là Thiện Kiến. Ngài có tướng hảo cổ 3 ngấn. Đồng tử tham vấn Bồ Tát này sẽ thấu đạt đầy đủ pháp lý và tội nguyện." Rồi một lần nữa, khoảng năm 1944, có một Phật tử ở Tây Tạng dâng lệnh thầy sang miền Nam nước Việt tìm một vị Phật vừa chuyển kiếp độ đời, có tướng hảo cổ 3 ngấn, tức là Đức Thầy. Điểm thứ ba, về ý nghĩa 4 câu thơ: bấy giờ bà Sáu Thoại thấy mình đã già yếu, mới đến đặt câu hỏi với Đức Thầy: "Năm nay tôi đã 85 tuổi, biết tu hành có được còn sống kịp dự hội Long Hoa chăng?" Đức Thầy cũng biết năm ấy bà Sáu từ trần, kiếp này bà không kịp dự hội, nhưng ngài chẳng dám nói rõ ra, mà chỉ khuyên bà nên lo tu hành để chuyển kiếp thân sau mới đặng dự. "Long Hoa hội ấy còn xa,
ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sao. Đức Thầy nắm rõ cơ quyền của tạo hóa, nên Ngài chọn đúng nơi, đúng thời và đúng lúc mới lâm phàm khai đạo, và cũng để cho tín đồ có thời gian tu tập đầy đủ công phước dự hội Long Hoa hay chứng thành đạo quả. Nếu hội Long Hoa tới liền trong năm ấy, thì người tu làm sao chuyển hóa thân tâm trở thành bậc thánh đức, và cũng không đủ điều kiện để sống còn đến ngày dự hội. Do đó Đức Thầy mới viết hai câu kế tiếp như sau: phải chi hội ấy hầu gần, thì ông hà tất xuống trần làm chi. Kính thưa quý vị, chuyện bên thầy phần 2 đến đây tạm dừng. Xin hẹn lại phần 3. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.